Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Bạn nhà Thành EZ, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái series là Naruto song đấu. Và hôm nay mình sẽ làm về cái cuộc đối đầu giữa hai thành viên của tổ chức Akatsuki. Đó chính là Kisame đối đầu với Itachi. Thì đây là cái comment của bạn Khải Huỳnh. Và nếu các bạn thích cái cặp đấu nào, hãy comment xuống phía dưới. Mình sẽ lựa chọn cái comment được nhiều người yêu thích nhất để làm trong tập kế tiếp. Và ok, chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Mình sẽ chọn đấu đơn và đấu một trận vì mình muốn là ở đây có khá là nhiều hình dạng, mình sẽ chọn mỗi trận một hình dạng để có thể là sử dụng các tuyệt chiêu để đẹp mắt hơn. Chúng ta sẽ tìm đến Kisame. Đây, Kisame có khuôn mặt rất giống cá mập, cực kỳ đặc trưng luôn. Kisame Hoshigaki từng là thất kiếm của làng sương mù. Và ở đây chúng ta sẽ có hai trường phái này sử dụng thủy độn bom cá mập và thủy độn rồng nước. Còn ở dưới là đây là cái con cá mập khổng lồ, thủy độn cá mập khổng lồ, và đây là cái water shock. Chúng ta sẽ sử dụng cá mập khổng lồ này với bom cá mập. Chúng ta sẽ cài đặt lại phần này này, mắc thời gian này, giảm đi một lần vào phần setting. Ok, và chúng ta sẽ tìm đến Itachi. Đây rồi, chúng ta có Itachi Uchiha. Đầu tiên là Fireball Jutsu là hỏa cầu này, Clone Jutsu là sử dụng cái phân thân, khi mà cái phân thân này va chạm với kẻ địch nó sẽ phát nổ. Amaterasu là cái ngọn lửa đen có thể đốt cháy mọi thứ. Totsuka Blade là thanh kiếm phong ấn linh hồn, theo mình nhớ là dùng để phong ấn linh hồn của Orochimaru này. Teshu Kiyomi là cái ảo thuật, và Yasaka là Susanoo sử dụng ở một cái dạng như là Shuriken vậy. Ok, mình sẽ chọn Amaterasu này cùng với Teshu Kiyomi. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Thì ở trong chuyện hai nhân vật này khá là thân thiết với nhau. Kisame rất là tôn trọng Itachi và luôn đi cùng với Itachi. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Vào nào. Quái chà. Vào. Quái chà. Cả hai đều dùng thuật. Kiếm chém này giết. Quái chà. Đừng đùa. Bom. Bom cá mập. Bom cá mập. Bom cá mập. Ngọn lửa đen. Ui giời. Ui. Nó đuổi theo mình. Đuổi này. Đuổi này. Đuổi này. Đuổi. Hết chaka rồi. Chúng ta sẽ hồi. Hồi chaka. Con quạ. Con quạ này. Vào đây. Wow. Kinh. Vào đây. Khó đánh thật. Không nhìn thấy gì mà đánh luôn. Ôi, không né rồi. Phải bố Jutsu. Không phải à? Chúng ta sẽ hồi Chaka. Ôi, Chaka đây nào. Vào đây, vào đây. Đúng rồi, chiêu Water Style. Cắm vào khổng lồ. Lên. Úi trời. Cắn rồi. Ít máu nhở. Tạo thành mưa luôn này. Thủy độn mà. Thanh kiếm cũng có thủy độn luôn. Vào đây. Thuật rồi ơi. Trúng tiếp rồi. Water Style. Cá mập khổng lồ. Wow. Gần chết luôn. Ok. Xem rồi Chaka cái. Hết Chaka rồi. Bị tiêu. Wow. Sợi. Thôi. Sóng phim. Chúng ngay con lửa đen. Đốt cháy cả áo mình. Wow, wow. Vào đây này, vào đây. Vào đây. Mày thế. Vào đây. Cá mập. Ôi Chaka. Vào. Rồi ôi. Wow. Teshu Kiyomi, có khi mình có chết luôn cơ ấy. Wow. Không có thời gian hóa rồi. Không có thời gian để biến rồi. Biến này. Biến đi. Biến đi. Giết máu. Giết máu. Wow. Rất là đẹp. Mình còn chưa hóa được cái dạng Awaken cơ. Awaken sẽ biến thành được cá mập. Và ok, mình sẽ chọn lại ấy đi. Ta sẽ chọn Itachi. Chúng ta sẽ chọn Itachi này. Sử dụng là đôi mắt Magikyo Sharingan Fire Style kết hợp với
cái này là cái Susanoo sử dụng ở Shuriken này. Chúng ta sẽ đấu với Kisame sử dụng dòng nước cùng với cái Water Shock. Đây là nước đối với lửa. Nhớ bình thường là lửa, nhưng mà lửa của Itachi là cái lửa đen, phải đốt cháy hết mọi thứ. Quả cầu vào đây, mày vào đây, hồi Chaka đấy, lên, vào đấy, nước đối với lửa, vào đây, kinh, nó phản được mình, phản, hay đấy, kinh. Wow, đấy. Đấy rồi, vã. Xịt. Wow. Hết Chaka rồi. Phí tiêu. Nước này, nước thì vào sao? Vào. Wow, sợi. Rất là con chúng đánh luôn. Vào này. Hỏa độn. Hồi Chaka cái. Phí tiêu. Vào đây. Ôi chà, chúng ta không ấy được. Ôi giời ơi, cá mập. Ôi giời ơi, Super Bomb. Đánh sao đây? Wow, quá nhanh. Wow, Wacken. Ở Wacken lên. Susanoo đối với cá mập. Vào đây, con cá mập đây. Wow. Vào đây này, Yasaka Abyss. Hết cá mập rồi. Ôi xịt. Yasaka Abyss rồi. Wow. Vất vả mãi chúng ta mới có thể hạ gục được Kisame đấy. Không hề đơn giản thế nào. Susanoo đối đầu với cái gọi là cá mập. Cái con cá mập đấy dùng được cả cái thủy ngục ở trong chuyện thủy ngục ấy, xong rồi nhốt đối phương dưới nước để có thể chiến đấu. Đây là trận chiến đối đầu với Gai. Và Gai đã phải mở đến cái cửa thứ 7 mới hạ được Kisame. Và ok, chúng ta sẽ chọn là Kisame trong trạng thái Water Dragon này. Water Shock. Đối đầu với Itachi. Itachi sử dụng Kronjutsu. Và cuối cùng là Tosca Blade. Đây, cái dạng cuối cùng mình có thể chọn được. Chúng ta sẽ chọn một cái màn nào đấy đi nhỉ. Mình nhìn sẽ chọn cái màn nào đó đẹp một chút đây. Màn này rất là đẹp. Cái ở trong cái phiên bản này, cái thanh kiếm của Kisame còn không rút được khỏi cái vỏ kia không, còn mạnh nữa. Vào đây. Đúng rồi, dòng nước. Ủa, dòng nước bảy đầu. Wow, chà. Vào đây giết máu rồi. Thủy độn, dòng nước vào, giết máu. Wow, trời, có cái chiều giết máu rất là hay luôn, giết được rất nhiều máu vào. Wow, thanh kiếm cũng có toàn lần đấy thôi. Vào đây. Mày vào đây. Vào đây. Hồi Chaka cánh hết Chaka rồi. Vào đây. Đấy rồi. Đừng có đùa. Water Shock. Lên. Wow. Thủy triều. Mưa luôn này. Vào đây. Quá trời ơi. Mất giáp chưa? Ai cha? Không né được rồi. Mất giáp rồi. Vào. Wow. Vào đây. Vào. Mày. Bay ra. Cá mập khóa. Lên. Oh. Super bomb. Super này quá nhanh luôn, mày không quá thì mày win luôn.
tốc độ thật là kinh hoàng ấy. Và ok, mình sẽ kết thúc tập này tại đây. Nếu các bạn thấy hay đừng quên là bỏ lại một like và chia sẻ video giúp mình nhá. Cuối cùng thì xin chào, hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Bye bye.